Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta cùng đến để giao lưu với vườn cảnh Nam Dung. Vâng, chúng tôi được biết là dọc con đường trục lộ 21 từ thị xã Sơn Tây đi Xuân Mai có một vườn hoa giấy rất là đặc biệt. Ngay ven đường quốc lộ chúng ta có thể cảm nhận được cái rực rỡ của một vườn hoa giấy đang độ trổ hoa, đủ các loại hoa giấy từ màu tím sắc pháo cho đến ngũ sắc, rất tuyệt vời. Và nhà vườn Nam Dung chuyên cây bóng mát, cây công trình, cây ăn quả, tư vấn thiết kế thi công đô thị sân vườn trang trại. Địa chỉ xóm 1 xã Hòa Phú, xin lỗi, xóm 1 Hòa Phú, xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội. Và số lượng hoa giấy rất nhiều. Ngoài hoa giấy ra thì còn có những cây bóng mát và những cây công trình. Đỗ Sinh sẽ giới thiệu với các bạn, chúng ta cùng nhau giao lưu với vườn cảnh Nam Dung. Vườn cảnh kể cả với một cái diện tích rất rộng cả hai bên đường quốc lộ. Và những cây bóng mát, có những cây cao đến 10 mét, là những cây sung, những cây lộc vừng, những cây vú sữa rất lớn. Bây giờ chúng ta đi từ những cây bonsai và những cây hoa giấy trước. Đây là một cây dưới, một tác phẩm dưới có cái tính nghệ thuật rất cao. Số điện thoại của nhà vườn Nam Dung tôi đăng tải ở trên phút đầu và phút cuối của từng cuốn video. Chúng ta cùng nhau giao lưu. Và cây dưới có một cái nét cơ bản, đó là từ lấy rễ để làm thân, đưa lên được cái bóng dáng của cái nét vẽ về bonsai rất là nghệ thuật. Cây dưới này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh Nam ơi? Cây dưới này mà giao lưu để cho các bạn, nếu mà ai yêu cây này để cho các bạn 220 triệu. Vâng, cây dưới tuyệt vời quá, xứng tầm. Riêng cái bể này đã phải là khoảng chục triệu rồi, làm rất nét.
Vâng, tiếp tục chúng ta di chuyển đi đến những cái tác phẩm khác. Vâng, chia tay với cây dưới, chúng ta đến với một tác phẩm hồng xiêm. Một cây hồng xiêm bonsai dáng cũng rất là đẹp đây. Đang đeo quả. Cây hồng xiêm này mà giao lưu giá nào anh ơi? Năm triệu á? Cây hồng xiêm này có 5 triệu đó. Sao rẻ bất ngờ nhỉ? Cây hồng xiêm quá đẹp luôn này. Giá 5 triệu. Ôi trời ơi. Tôi không ngờ đấy. Hay quá. Đây. Ôi 5 triệu thì khỏi phải suy nghĩ gì rồi. Cứ thế mà cẩu về thôi. Ôi dồi, bể đẹp rồi. Này, tuyệt vời chưa? Có thể treo được vài ba cái lồng chim trên này rồi. Đấy, quả đây. Rẻ bất ngờ, giá 5 triệu. Vâng, đến đây ta chia sẻ gặp một cây sơ ri. Bóng dáng của cây sơ ri dáng siêu, rất là tuyệt vời. Vâng, đây là một vườn cây rất tổng hợp của ba miền Bắc Trung Nam. Và cây sơ ri được báo giá là 130 triệu. Chia tay với cây sơ ri, chúng ta đến với một tác phẩm khế. Và bóng dáng của một cây khế rất đẹp đây. Nhất là cái phần cốt bệ. Bệ nổi rất là đẹp. Cây khế này giao lưu giá bao nhiêu anh Nam ơi? 25 triệu à? Và đẹp quá nhỉ. Già kinh khủng. Và rất nhiều quả đấy. Và đây cũng một cây khế nữa.
Vâng, và bây giờ chúng ta đến với những cây tùng La Hán. Vâng, đây là những cây mà chơi theo cặp, là những cây tùng dáng trực, theo lối chơi cổ dáng liên chi. Vườn nằm trên quốc lộ 21 cho nên là tương đối ồn, tiếng của các loại xe chạy ngược xuôi chúng ta cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tiếp những cái bóng dáng cây tùng rất lớn như thế này. Và đây là một cặp tùng cũng dáng trực, tầm nhỏ hơn nữa. Vâng, và đây đặc biệt có một cây cóc. Chúng ta đang ngắm một cây cóc có cái đường thân rất là quái. Và rất là đặc biệt, một tác phẩm ổi, một cây ổi dáng hoành, quả nhiều và rất là lớn đấy. 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 Chơi bonsai có ổi ăn sướng không, quá là tuyệt vời. Vừa chơi cảnh, vừa cây ăn quả, vừa thưởng thức những trái ổi thơm ngon. Nó xà xuống chữ ra đây. Và đây cái vú sữa. Và chúng ta đến với một cây mộc tầm nhỏ, cũng là những cây mộc bonsai. Rất là già cây.
Vâng, số điện thoại của nhà vườn Nam Dung phút đầu phút cuối của từng cuốn video để chúng ta cùng nhau giao dịch. Tới đây Đỗ Sinh cũng dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau và giới thiệu với các bạn vườn cảnh Nam Dung tại xã Hòa Thạch, Thạch Thất, Hà Nội.